Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những cái sản phẩm mới về của bên em nhé. Hôm nay bên em lên sóng bán hàng cho các bác những cái đèn chiếu sáng để các bác chơi gia đình hoặc là phòng hát. Đấy, những cái đèn đằng sau rất đẹp luôn. Và tiện đây thì em vẫn còn hơn 60 quả BEM 230 Plus bãi. Đấy các bác nhìn này. Đấy cái Plus bãi, cái luồng sáng của nó rất là to. Đấy, to hơn cái Plus thường khá các bác nhá. Độ sáng rất sáng này. Trên trong video này là hai cái con to kia là hai cái con 230 Plus. Đấy các bác nhìn luồng sáng rất là đẹp luôn. Và hàng của em bán đi thì các bác biết rồi đấy. Kiểm tra trước khi thanh toán đẹp như trong video thì các bác mua các bác nhá. Đấy, và tất cả những cái loại đèn, tất cả những loại đèn sân khấu thì đều phải chỉnh qua bàn thì nó mới đẹp được như này các bác nhé. Chứ còn các bác về các bác chạy tự động hoặc là chạy theo nhạc thì nó không thể ra những cái bông luồng sáng to và đẹp như này được. Đấy, các bác lưu ý cái đấy nhé. Và bàn bây giờ thì nó bán tràn lan thị trường, từ 600.000 đến 1 triệu là các bác có thể điều khiển nó ra được những cái hình như của em ra rồi. Đấy, và khi các bác mua bàn về thì em sẽ hướng dẫn các bác cài như này nhé, rất là đơn giản thôi. Đấy, 5.500.000 một đôi, 5.500.000 một đôi 20 Plus. Hàng bãi siêu lướt và còn nguyên thùng xốp các bác nhé. Và hôm nay cái mà em muốn giới thiệu với các bác là những cái đèn đằng sau kìa. 300.000 một cái, 300.000 một cái. Em mua thanh lý tồn kho ở bên Trung Quốc các bác nhé. Đấy, và không phải dòng đèn nào nó cũng có thể mà ăn khói các bác nhé. Đấy, đèn đây là khi đây là test đèn là có khói các bác nhé. Đấy, phải có khói thì nó mới ra được những cái luồng sáng như này. Đấy, còn đèn sân khấu và đèn phòng bay phòng hát ấy là không có ánh xạ, không có khói là không được ra được luồng đâu nhá. Hải ơi. Vẫn đấy à? Tắt hộ hai cái đèn BEM cái, không nhìn cái gì. Và đây là cái đèn 300.000 một cái các bác này. Cái giá này các bác sang Trung Quốc các bác không mua được các bác nhé. Và đây là hàng đèn của hãng ACMEA. Đèn của hãng ACMEA các bác nhé. Cái này nếu mà mua bên Trung Quốc thì cũng khá là đắt, nhưng mà đây là nó thanh lý tồn kho, em mua số lượng lớn nên là còn bao nhiêu mua hết ấy. Giá rất tốt các bác nhìn này. Đấy, có khói vào này, nó ảo diệu như này đây. Quá đẹp luôn. Đây, cái này mà sân khấu mà lắp mà chả ok đúng không anh? Sân khấu thì còn có khói vào thì khác gì đấy đâu. Sân khấu làm ba cái này thì ảo ngoay. Đấy, đây là những cái tia mà khi điểm cuối của nó đây. Còn trong cái khoảng cách mà từ đấy đến cái điểm cuối cùng của nó bắn vào ấy, có khói thì nó sẽ tạo được những cái luồng sáng này các bác này. Đấy, và phải có khói thì nó mới có luồng sáng các bác nhé. Còn nếu mà các bác không có khói thì nó không ra được những cái luồng này đâu. Đấy, những cái luồng này nó chỉ có, đấy nó chỉ bắn vào khói thì nó mới nhìn thấy luồng thôi. Và đây là full màu các bác nhé, full màu RGB. Ba trăm nghìn một con này rẻ quá anh nhỉ. Không bao ship anh em nhé, không bao ship, quá dã man luôn. Ảo ma Canada chưa, quá đẹp. 300.000 một cái anh em nhé, 300.000 một cái. Anh em về xịt thêm tí khói là nó ra như này đây. Giá này thì anh em sang Trung Quốc anh em không mua được, chỉ có thể mua được ở chỗ em thôi. Và em cũng chỉ có hơn 100 cái, không có nhiều nhé. Hết 100 cái này rồi không bao giờ có lại nữa. Tại vì mẫu này bên kia người ta không sản xuất nữa rồi. Đấy, các bác 300.000 một cái, các bác làm tầm khoảng 5-6 cái, các bác cắm vào những cái sân khấu đám cưới, giảm hát là các bác ấy, xịt khói lên thì nó như này luôn. Quá rực rỡ. Ừ, anh Mạnh có công nhận là không mua được ở nhà em thì không mua ở đâu được đúng không? Không mua ở đây thì không mua ở đâu được. Đấy các bác nhìn này, đấy người đứng đằng sau ánh sáng nó không nhìn thấy người luôn. Em đi em nhỉ? Quá đẳng cấp. Anh ở đâu nhỉ? Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nhé.